Xin chào tất cả các bạn, anh chị em đang làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Từ đầu năm 2023 đến nay, công việc của các bạn thế nào? Chắc là có nhiều khó khăn đúng không? Đấy, thanh khoản kém, thị trường gãy, nhà đầu tư tháo chạy, công ty thì nợ hoa. Tôi và tập thể Vinland cũng vậy. Từ giữa năm 2022 đến nay thì chúng tôi cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Và tôi tin rằng nhiều anh chị em môi giới hiện nay đã bỏ nghề. Một số thì lay lắt cầm hơi, còn lại một số thì vẫn tương đối ổn. Tuy nhiên số lượng đó thì cũng không nhiều. Và tôi tin rằng đó cũng phải là những anh chị em môi giới có thâm niên trong nghề và đã có tích lũy về mặt tài chính. Tuy nhiên rất may mắn là chúng tôi đã tìm kiếm được một sản phẩm giá rẻ, pháp lý chuẩn, đáp ứng được nhu cầu ở thực. Đây là một sản phẩm thiết yếu, không mang tính đầu cơ hay đầu tư. Đó chính là tòa chung cư ở phía sau lưng tôi đây. Chúng tôi, Vinland, đang là đơn vị phân phối chính thức của tòa chung cư này. Và hiện tại chúng tôi đang cần thêm 10 công sự để triển khai bán hàng tại tòa chung cư này. Đây là một tòa chung cư hoàn thiện xong, mới tổ chức mở bán, pháp lý chuẩn, đã có sổ hồng với mức giá chỉ từ 1 tỷ rưỡi một căn, lại được vay vốn ngân hàng nên là rất dễ bán. Chung cư Xperium Star nằm trong khu đô thị Tân Tây Đô, rộng tới 25 ha, cách ngã tư Chạm Trôi của Hoài Đức khoảng chừng 300 m, cách cầu vượt Mai Dịch chừng 15 phút di chuyển. Hoa hồng, lương và thưởng sẽ được công ty thanh toán luôn 100% trong tháng. Ngoài ra, các bạn còn được hỗ trợ về truyền thông, quảng cáo, tiếp thị để tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm này. Ngoài ra thì các chế độ bảo hiểm thưởng dịp lễ Tết hàng năm cũng giống như các công ty khác. Nếu các bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp hoặc sản phẩm các bạn đang bán không có tính thanh khoản cao, khó bán, lâu rồi mãi chưa bán được sản phẩm nào, thì các bạn đừng ngại liên hệ với Vinland qua số điện thoại hotline ở phía dưới của màn hình để chúng ta cùng nhau đem sản phẩm thiết yếu này tới tay của người tiêu dùng thực. Tôi cam kết đây là một sản phẩm dễ bán và có tính thanh khoản cao tại thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Vinland.